Vi Ký chương 12 Thanh tẩy sau khi sanh con. Chúa phán dạy Môi-se, con bảo dân Israel, khi một phụ nữ có thai và sinh con trai, người này sẽ bị ô uế 7 ngày, cũng như lúc kinh nguyệt. Vào ngày thứ 8, đứa con trai sẽ chịu cắt bì nơi da quy đầu. Thời gian tẩy uế là 30 ngày. Bà không được đụng đến một vật thánh hay vào đền thờ thánh cho đến khi thời kỳ tẩy uế huyết đã qua. Trường hợp sinh con gái, sản phụ sẽ bị ô uế trong 2 tuần lễ như trong lúc kinh nguyệt. Thời gian tẩy uế huyết là 66 ngày. Đến khi thời gian tẩy uế huyết chấm dứt, dù sinh con trai hay con gái, sản phụ phải đem đến cho thầy tế lễ tại cửa trại hội kiến một con chiên 1 tuổi làm tế lễ thiêu và một con bồ câu con hoặc chim gáy con để làm tế lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ dâng cả 2 con sinh tế trước mặt Chúa để chuộc tội cho sản phụ, và bà sẽ được tinh sạch về xuất huyết. Đây là luật áp dụng cho phụ nữ khi sinh con trai hay con gái. Nếu không đủ sức dâng 1 con chiên con, sản phụ phải dâng 2 con chim bồ câu hay 2 con chim gáy, 1 con làm tế lễ thiêu và con kia dùng làm tế lễ chuộc tội. Như vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho bà và bà sẽ được tinh sạch.